Huấn luyện viên trưởng của đội France là ông Nguyễn Quốc Khánh, trợ lý huấn luyện viên là ông Hà Gia Kiệt. Trận đấu bắt đầu với quyền kiểm soát bóng thuộc về các cầu thủ France. Điểm số đầu tiên đã được ghi. Cú ném 3 điểm từ góc 45 độ, cú ném chính xác. Quả phối hợp rất hay. Cho tới lúc này thì France vẫn đang có được những tình huống tấn công rất tốt. Câu trả lời của Gekko Đăng khá hay. Bên đó thì những tay ném của đội bóng áo đen đang khá nguội tay vào lúc này. Double team. Bóng lăn khá lâu trên vành rổ nhưng vẫn mang về 2 điểm. Trong hiệp 2 này đang có một số những tình huống xử lý phải nói là khá ẩu tới từ các cầu thủ France, và vừa rồi họ đã tiếp tục phải trả giá với pha turnover vô duyên của mình. Trần Tấn Tài đã làm tất cả những gì để loại bỏ các cầu thủ phòng ngự đối phương nhưng đến cú ném cuối cùng của anh thì lại không thành công. Quá hay, và cướp bóng tuyệt vời. Lại thêm một turnover nữa của các cầu thủ France. Liệu có điểm số đầu tiên cho France ở trong hiệp 2 này không? Và cuối cùng thì họ đã ghi điểm. Người đã có điểm số đầu tiên cho France ở trong hiệp 2 này đó là Diệp Bảo Khoa. Nhưng lập tức là câu trả lời quá chất lượng được thực hiện bởi cầu thủ Gekko Đăng. Sau đó thì các cầu thủ France đã tổ chức phản công nhanh. Nhiều khả năng đây sẽ là đợt tấn công cuối cùng trong hiệp 2 trận đấu này. Diệp Bảo Khoa. Có kiến tạo cho Diệp Bảo Khoa. Và block rất tốt. Cũng không thành công. Diệp Bảo Khoa. Rất cố gắng và cuối cùng Diệp Bảo Khoa cũng mang về thêm 2 điểm nữa cho các cầu thủ France. Và phòng ngự rất tốt của các cầu thủ áo đen. Giờ là cơ hội tấn công cho Gekko Đăng. 2 điểm được ghi một cách rất mượt mà bởi Nguyễn Quốc Long. Đường kiến tạo tới từ Đặng Quang Vinh. Một pha bóng khá khó hiểu. Có vẻ như lúc này thể lực của những cầu thủ bên phía France đã suy giảm khá nhiều. Những giây cuối cùng hiệp 3. Và chúng ta cùng chờ xem là liệu Gekko Đăng có lên điểm được hay không. Và họ lên điểm thành công rồi. Thì ba khép lại một hiệp đấu cực nguội tay của cầu thủ đôi bên. Và cách biệt vẫn chỉ là một điểm mong manh mà thôi. 37-38 dành cho các cầu thủ France. Thanh Quân. Liên tiếp là những pha xử lý rất kỹ thuật của những cầu thủ áo đen. Anh đang là chủ nhân của cả 4 điểm bên phía Gekko Đăng vào lúc này trong hiệp 4. Khúc Nguyên Hoàng. Thành Sơn. Bóng lại trở tay của Võ Minh Thông. Thêm 2 điểm nữa được tính cho France. Hơi đáng tiếc khi trái bóng đã lăn qua vành rổ và đi ra ngoài. N1 với nỗ lực tuyệt vời của Khúc Nguyên Hoàng. Vũ Tùng Dương. Rất hay tình huống mà Vũ Tùng Dương đã có pha chuyền bóng rất tốt. Phối hợp rất hay. Võ Minh Thông. Tình huống xử lý rất mượt của Võ Minh Thông. Và vẫn là Khúc Nguyên Hoàng với những pha xử lý rất tốt của mình. Nhưng điều quan trọng là họ cần phải bình tĩnh. Với những cú ném ẩu như thế này thì sẽ rất khó để cho Gekko Đăng có thể thừa cách biệt với France.
Một cú ném rất xa nhưng lại mang về hiệu quả tuyệt vời tới từ Hoàng Dũng. Quốc Thịnh. Hoàng Dũng rất dễ dàng để ghi hai điểm nữa dành cho Hích Cô Đăng. Rất tốc độ. Hoàng Dũng. Cuối cùng cũng đã có thêm hai điểm nữa dành cho Hích Cô Đăng. Nhưng có lẽ thời gian còn lại là không đủ rồi và trận đấu đã khép lại với tỷ số chung cuộc 63-59. Chiến thắng tiếp theo dành cho France. Lần này thì họ đã không bị kéo vào overtime. Trong khi đó với Hích Cô Đăng, dù đã rất nỗ lực nhưng đội bóng này đã không thể tránh khỏi thất bại thứ hai tại DBC 2023. Dù sao cũng phải dành lời khen ngợi cho nỗ lực của Hoàng Dũng, của Quang Vinh